Trong một gia đình ở Nhật Bản, có một cậu thanh niên tên là Ryo Haki. Cậu đang chuẩn bị lên đồ đi thi đấu võ thuật. Ai trong gia đình cậu cũng đều chúc cậu, ngoài ông già cậu là khuyên cậu nên cẩn thận, không được coi thường đối thủ, làm Ryo không hiểu cha cậu, vì trong cuộc thi không ai có thể chạm vào cậu, thì tại sao lại phải cẩn thận trong khi mình quá mạnh. Trong cuộc thi karate, có vài tên đến khịa rồi chọc tức Ryo, thầy giáo thấy vậy cũng khuyên Ryo đừng quan tâm, nhưng từ đầu anh đã không thèm để chúng vào mắt rồi, với quy luật to mồm thường hay to đầu. Tên cà khịa Ryo vừa rồi bị cậu cho một quả đấm knock out luôn. Vậy thì chiến thắng không dành cho Ryo thì còn ai? Sau hôm đó, để ăn mừng chiến thắng thì bạn của Ryo rủ cậu đi ăn mừng, nhưng Ryo lại có hẹn ở nhà nên đã từ chối. Trên đường về, cậu gặp cô bạn của mình đang bảo vệ cho cậu nhóc khỏi hai tên côn đồ. Hai tên này lớn tướng ra rồi, còn tranh nhau kem với một thằng nhóc. Thế vậy Ryo không để yên, dùng vài ba quyền cước đánh gục luôn bọn chúng. Rồi cậu đưa cho cô bạn một chiếc khăn, không để mất thì giờ, cậu chạy về để khoe ông già luôn. Nhưng vừa về đến nhà đã thấy có biến rồi, nhà cửa thì tan hoang, biển hiệu thì bị đập. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà tìm cha, đang thấy ông đang solo với một tên mặc quần áo Trung Quốc. Tên mặc quần áo Trung Quốc kia hình như đang áp đảo cha anh. Thấy cha mình bị bón hành, Ryo không để yên, cậu lao vào định tẩn tên Trung Quốc kia một trận, thì bị hắn cho một chảo, tí thì mất mạng. Cha cậu thấy thế liền nói cho hắn địa điểm chiếc gương mà ông đang nắm giữ. Rồi tên Trung Quốc kia bảo, người tên Xuân Minh Giao bị ông giết, hôm nay tiện thể báo thù luôn. Vài chiêu tiếp, hắn hạ sát cha của Ryo. Ryo chỉ biết bất lực nhìn cha mình bị giết, hắn được thuộc hạ gọi là Lan. Vài ngày sau, Ryo chỉ còn tìm bóng dáng cha mình trong quá khứ. Cậu vẫn luôn suy tư về việc cha mình bị giết, rồi còn việc ông già mình từng giết người. Lúc đó, có một cô bạn từng gặp ở công viên đến để an ủi tâm hồn đang hỗn độn của anh. Hai người cùng đi ăn xúc xích, nhưng bị một chiếc ô tô đen từ hôm qua đâm phải nên giờ đang sửa sang lại. Chiếc ô tô đó không phải ai khác mà chính là nhóm người Trung Quốc. Hai người Ryo lại phải đổi địa điểm đến quán mì Trung Quốc. Trong đó, Ryo có nghe được thông tin về đám áo đen đó. Hóa ra chúng là xã hội đen bên Trung Quốc với tên hôm qua giết cha cậu tên là Lan. Ryo bắt đầu tìm hiểu chúng. Vì sao lại giết cha anh? Vừa đi vừa nghĩ, đến nhà thì anh phát hiện có bóng người đang trong nhà mình, một lão già. Hắn tấn công anh và hỏi bằng được chiếc đĩa của nhà cậu ở đâu. Anh bị hắn tẩn cho tí thì chết, cứ hỏi chiếc đĩa ở đâu, trong khi Ryo còn chả biết nó là gì. Nhưng bị tẩn từ nãy, cậu cũng không để yên, nhớ đến lời cha dạy, không nên quá tự mãn về sức mạnh của mình. Ryo bắt đầu bình tĩnh lại, sau đó Ryo bắt đầu áp đảo lại lão già đó, làm ông ta phải bỏ chạy. Thấy có người chạy ra từ nhà của mình, thì người nhà cậu chạy đến. Anh nói cho họ rằng phải biết tại sao mà cha cậu mất. Thấy quyết tâm của Ryo như vậy, họ cũng không ngăn cản, mà đưa cho anh một lá thư, nó được gửi sau khi cha anh mất. Ở đâu đó ngoài kia, có hai người vẫn ngóng chờ cậu. Ryo vẫn đầy ám ảnh về cái chết của cha mình, kể cả trong mơ. Nơi nào đó trên núi xa xôi kia, có một truyền thuyết, một con rồng sẽ ngoi lên từ mặt đất, tạo ra những đám mây đen phủ kín thiên đường. Có một người phụ nữ là Sehua, vẫn chờ ngóng một người từ phía đông. Quay lại với Ryo, anh ta vẫn tích cực tìm kiếm người tên là Juanda, nó được ghi trên lá thư. Tìm một mình có vẻ vô vọng, nên có thêm cô bạn của cậu cũng tham gia tìm, nhưng là x2 vô vọng vì chẳng một ai dịch được nghĩa của tờ giấy đó. Trong một góc tối, có một lão già hôm trước bị Ryo đấm vẫn còn ngồi nguyền rủa cậu. Ryo trên đường đi, bắt gặp ông bạn già của bố mình, Yamajishi. Cậu tiến tới hỏi quá khứ của bố mình, nhưng thay vì trả lời, ông lại khuyên cậu trở lại cuộc sống thường nhật, đừng lún sâu vào việc này. Ryo nhất quyết không bỏ cuộc, cậu đến quán rượu hỏi thăm thì biết được, nơi mà mình cần tìm đến là Nhịp Đập, một nơi tụ họp của các thủy thủ. Vừa vào tới cửa, đã gặp hai anh cao to chặn đường. Ryo không để vào mắt, cậu vật ngã chúng rồi tiến thẳng vào quán. Trong lúc đó, vì là trẻ con nên bị mấy người trong đó trêu chọc. Thấy khó chịu, cậu liền cho chúng vài ba quyền cước vào mặt. Chủ quán lúc này mới mở miệng ra nói, cần tìm Charlie, chứ không phải đến phá quán của anh. Có manh mối, Ryo nhanh chóng đi tìm. Đến tai có người tìm mình, Charlie liền bắt nạt một cậu nhóc để dụ Ryo đến. Ryo khi nghe thấy tên mình cần tìm thì đến đó không cần nghĩ nhiều, nhưng Charlie lại hiểu nhầm Ryo là người của trên nên kêu người ra tay với cậu, nhưng lại bị cậu lật kèo, đấm cho phải bỏ chạy toán loạn. Còn quả bóng thì được cậu đưa lại cho nhóc kia, Charlie bị ăn hành thì không chịu nhục. Cậu ta kêu hai tên trước cửa Nhịp Đập lần trước đi nhử mồi lại Ryo. Trong nhà, ông Yamajishi đang đến thắp hương cho bố của Ryo và còn muốn hướng dẫn Ryo để cậu tránh lầm đường trong quá trình tìm kiếm câu trả lời về bố mình. Trong khi đó, Ryo vẫn tích cực tìm kiếm thông tin thì hai tên Nhịp Đập nói Charlie cần tìm cậu. Cậu cũng đi theo, vừa vào đến nơi thì tí chết bởi mấy thanh sắt rơi xuống rồi bị úp giọt bởi mấy tên côn đồ đó. Đúng lúc thì bị rơi lá thư quan trọng, mất cảnh giác, cậu bị chúng khóa chặt người, nhưng tên Charlie kia định nhặt lá thư lên, làm Ryo phát điên. Cậu phá tan vòng vây rồi đấm cho hắn một phát. Đúng lúc này, Yamajishi cũng nhìn thấy cậu đang tra hỏi. Ryo sau đó biết được Lan là một người trong giới làm ăn, nếu cứ đi theo con đường này
cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Có vẻ điều đó chẳng làm lung lay được ý chí của Ryo, cậu vẫn quyết tâm bằng được. Trên đường về, cậu gặp Yamajishi một lần nữa, ông hứa sẽ giúp cậu bằng một vài môn võ công của mình. Tin tức Ryo bón hành cho Charlie đã đến tai người trong hội thiên thần điên loạn. Có vẻ người đang ngồi trên đó là boss của hội này, ông ta có vẻ khá hứng thú với Ryo. Ryo giờ này được một cậu nhóc dẫn đến gặp ba mình, cậu chính là đứa bé lần trước mà cậu giúp. Ba của cậu vừa nhìn lá thư đã biết là nó ngược, phải cho vào gương thì nó mới có ý nghĩa. Dòng chữ là lời cảnh báo, rồi dưới đó có ký hiệu và số điện thoại liên hệ với trên. Thấy vậy, Ryo cũng gọi theo số điện thoại đó. Đúng là có người, nhưng phải dùng ký hiệu nữa thì mới biết là địa điểm cụ thể là nhà kho số 18. Đi bằng xe buýt thì anh cũng tới đó. Đến địa điểm thì gặp một đám côn đồ. Hình như Ryo có thù hằn gì với chúng mà suốt ngày cậu gặp chúng, rồi lần nào gặp là sẽ đấm chúng. Theo lời thì 7 giờ tối, anh đến chỗ nhà kho. Để tiếp đón vị khách của mình thì bên kia họ chùm Ryo lại rồi cho đến chỗ người có tên là Chen. Mở mắt ra có hai người, người lớn tuổi chính là Chen và người trẻ tuổi kia hình như là con trai của ông. Theo như lời kể của Chen thì chắc chắn Lanji đang đi tìm hai chiếc gương phượng hoàng và gương rồng. Giờ hắn đã có được gương rồng rồi, Ryo phải tìm cho ra gương phượng hoàng mà cha anh giấu. Anh về lục lọi đồ đạc thì tìm được thanh kiếm nhưng có vẻ không có tác dụng gì nên anh lại tìm chỗ khác. Lần này trèo cao quá nên bị ngã xước hết cả người. Thế là ba người ở gợi ý cho anh đến chỗ bọn buôn đồ cổ. Đúng như ba nói, anh tìm được ở đó chiếc ấn gia tộc, nó được truyền trong nhiều đời. Trên đường về, cậu còn phát hiện có người bám theo, không ai khác mà lại là con trai của Chen. Anh ta tấn công cậu, sau đó mới bảo để kiểm tra thực lực, chứ mục đích thật sự của anh ta là bảo vệ cậu. Về đến nhà, trên tay cầm chiếc ấn, có nó cũng không biết làm gì tiếp theo, thì người ở lại phát hiện ra trên tường có hai ký hiệu. Giống như ký hiệu ở chiếc ấn và thanh kiếm lần trước tìm được, sau khi nhét cả hai ấn và kiếm vào thì mật thất được mở ra. Trong đó không có gì nhiều ngoài chiếc gương phượng hoàng và một tấm ảnh cha đã chụp chung với người nào đó. Đằng sau có ghi làng Bai Lu. Thấy chiếc đĩa, Ryo cũng mang nó lên chỗ trên. Ông xác định nó chính là gương phượng hoàng. Sau khi tập hợp hai chiếc gương thì nó sẽ mở ra một con quái vật tên là Chi Yu. Trên mái nhà lúc này nhảy xuống là lão già lần trước tấn công Ryo. Lão ta nhanh thoăn thoắt đạp bay Ryo rồi cướp luôn chiếc gương. Cậu con trai của Chen tính chạy theo để lấy lại nhưng hắn đã nhảy đi mất. Rồi Ryo được chỉ định ấn chiếc nút cơ quan, thành ra đến tay lại để tụt mất. Lão ra đi với vẻ mặt tức tối. Chen sau khi nhìn hắn thì khẳng định hắn từ hội Chi Human có liên quan tới thiên thần điên loạn. Một hội nhóm có 9 người với một băng đảng của Chen. Bọn chúng buôn vũ khí ma túy bất hợp pháp. Bọn chúng chính là người cho Lanji vào. Ryo nghe vậy liền biết hướng đi tiếp theo của mình chính là thiên thần điên loạn. Nhưng Chen lại bảo, chưa chắc, vì giờ có lẽ hắn đã rời khỏi Nhật Bản mà tới Hồng Kông rồi. Nghe vậy mặc kệ những lời cảnh báo của ai mà quyết tâm đi tìm Lan, kẻ đã sát hại cha mình. Nhưng muốn tìm Lan thì cần phải đến Hồng Kông, mà cậu lại không có tiền để mua vé. Kể cả khi cậu bạn người ở cho tiền tiết kiệm cũng chưa đủ. Đang lang thang, người đi đường bắt được cậu bạn từ đâu rơi xuống, tên là Goro. Thấy cậu ta cũng có thiện chí muốn giúp, Ryo cũng nói thẳng là cần tiền luôn. Cậu ta là người vậy thì định đi bắt nạt mấy đứa trẻ con để lấy tiền. Thì Ryo gàn lại mà nói, cần một công việc kiếm tiền nhanh. Hai người họ đến chỗ cô gái môi giới việc làm, hình như cả hai đều quen nhau. Thế là Ryo được giới thiệu và làm công việc ở ngoài cảng. Thì ra ông chủ ở đó cũng biết cha của Ryo và chỗ ông cũng đang thiếu người nên Ryo được vào làm. Với ông chú da đen là người hướng dẫn anh, nhưng nói là hướng dẫn, chứ ông chú này chỉ dạy qua loa, còn đâu mặc kệ cậu, làm Ryo chả biết đường nào mà lần, lái xe cũng không xong. Ông ta có vẻ không thích Ryo, mặc dù Ryo cũng rất lễ phép chào hỏi. Goro cũng đến thăm anh luôn, cậu nói đi ăn mừng công việc mới, làm cho ông chú da đen kia càng ghét bỏ Ryo hơn. Giờ đây trong hội người của Chen, con trai ông Gil Jang cảm thấy cảm thông cho tấm lòng của người con của Ryo nên anh định giúp Ryo một tay. Bên chỗ kia của Ryo, anh hỏi Goro tại sao lại đối tốt với mình như vậy, thì anh nói chỉ là ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh, dám đi tìm người giết hại cha mình mà mạo hiểm mọi thứ. Còn anh, cả cha mình còn sống cũng không dám tin. Những lời nói này được ông da đen nghe được. Sau khi trên đường đi về, Ryo gặp Gil Jang, anh ta tấn công rồi dạy anh một chiêu gọi là én lặn. Anh bảo chỉ giúp cậu được thế thôi, không được nhúng tay quá sâu vào việc của Ryo. Vì thế nên anh đã đến muộn chỗ hẹn của cô bạn mình. Cô ta mang trong mình nỗi tâm sự vì sắp phải đến Canada, nhưng cô vẫn chưa muốn nói với ai, kể cả Ryo, chỉ có ba mình biết thôi. Đến hôm sau, Ryo vẫn đến chỗ làm, bắt gặp một nhóm người đang ra tay với ông chú da đen. Ryo xuất thủ hại hết đám đó. Ông chú da đen cảm ơn Ryo, rồi ông thú thật rằng giống cậu tham gia công việc không phải chỉ để kiếm tiền mà để điều tra hội thiên thần điên loạn, vì ông có người em tham gia vào đó mà không có tung tích. Ryo nghe xong chỉ biết đồng cảm, còn giờ đây cô bạn của Ryo không hiểu thế nào, ti toe đi tìm hiểu hội thiên thần điên loạn rồi bị một trong số chúng bắt đi. Ryo khi nghe tin của cô bạn chưa về thì mới nghe thôi đã biết là không ổn. Một thành viên trong hội đó đến báo tin cho anh ở nhà kho số 17.
Thấy hắn cũng có chiếc xe ngon lành, Rio đã vung cước, đá hắn một phát, rồi mượn xe của hắn đi cho nhanh. Đến nơi, lại là bọn băng xã hội này tưởng cậu là người của Chen nên bắt bạn cậu đến uy hiếp. Chúng còn bắt anh giết con trai của Chen để chứng minh, nhưng làm sao cậu có thể ra tay được? Rio tìm cớ để đi vệ sinh, rồi ra ký hiệu, mong ông bạn Goro có thể hiểu được. Hai người Rio và Gyu Jang cuối cùng cũng gặp nhau. Rio ra tay trước, bắt Gyu Jang phải tham chiến. Sau một hồi tham chiến dưới con mắt của bọn thiên thần điên loạn, thì cả hai cùng tung ra chiêu én lặn rồi gục xuống đất. Goro vừa đi vệ sinh thì bắt gặp con số 17. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là địa điểm của bọn thiên thần điên loạn. Biết có điều chẳng lành, anh chạy ra đó xem. Đúng là không ổn thật khi mà Goro nghe được cả hai người Rio và Gyu Jang đang đánh nhau bán sống bán chết. Bất kể ai thắng đều bị xử lý nốt. Rồi còn lại cô bạn của Rio đang bị nhốt bên kia nữa. Goro tức tốc chạy một mạch về với cô bạn môi giới của mình tìm cách. Thế là hai người bàn nhau đến chỗ làm của Rio. Cô môi giới tên Mai này vẫn nảy ra ý tưởng là lấy máy nâng đi cứu người. Đúng lúc đó, ông chủ da đen cũng tìm đến. Sau khi nghe chuyện của họ, ông cũng đồng ý cho mượn. Nhưng người không biết lái như Mai thì ông không yên tâm nên đã đi cùng họ luôn. Thế là cả ba người cùng đến chỗ cô bạn gái kia trên con chiến mã là chiếc xe nâng. Con chiến mã lao như điên vào chỗ hai tên lính khác trong nhà kho, làm chúng vãi cả ra quần. Người thì đã giải cứu thành công, nhưng còn Rio và con trai Chen thì đang nằm ngất dưới đất. Goro đang la hét vì Rio sắp bị xử, thì cả hai người Rio và Gyu Jang tỉnh dậy. Thì ra họ giả vờ, đợi cơ hội lúc này để phản công. Và đây chính là lúc Rio hét lớn cho Goro đưa mọi người ra khỏi đây, còn mình và Gyu Jang sẽ xử đám thiên thần điên loạn này. Tên bốt của thiên thần điên loạn cũng chuẩn bị tình huống xấu nhất, hắn cho đàn em mai phục ở phía sau. Nhưng có đông đến mấy, hai người đều hạ gục chúng trong chốc lát. Chả mấy chốc thì chỉ còn mỗi tên cầm đầu của hội thiên thần điên loạn. Hắn đến đường cùng, chỉ biết vung gậy lên đánh, nhưng có vẻ là không có tác dụng. Khi mà bị Gyu Jang đỡ được rồi, tặng hắn thêm một cước. Hắn nằm thở không ra hơi, nhưng vẫn cảnh báo Rio về Lanji. Ông ta không đơn giản như cách Rio nghĩ, ở đó không biết sẽ có bao nhiêu con quái vật đang đợi anh. Ra về, Rio chào rồi cảm ơn mọi người. Vẫn chiếc xe mượn được của tên trong hội thiên thần điên loạn, Rio đèo cô bạn của mình. Trên xe, cô cũng chẳng muốn nói gì nữa, cô đã tự quyết cho số phận của mình, sau đó cố giấu đi nước mắt mà đi tiếp. Hôm sau, Rio chào tạm biệt ông chủ cảng và tiện thể chào luôn ông chú da đen. Sau đó ra đi, vừa đến cửa thì anh nghe được tin mừng của Goro cùng với Mai, hình như là sắp cưới. Rio sau đó cũng chào tạm biệt những người thân quen rồi cất bước đến cảng biển chuẩn bị cho chuyến đi xa. Hai cha con Chen cũng ở đó để chào cậu. Gyu Jang còn chuẩn bị cả hành lý để cùng Rio trong chuyến đi này, nhưng lại bị lão già bám đuôi Rio ám toán để một đống thanh sắt xuống, cũng tránh được không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Gyu Jang đang bị thương ở chân, lão ta vẫn đến để tranh giành chiếc gương phượng hoàng. Nhưng Rio không còn yếu đuối như lần trước mà trưởng thành và mạnh hơn nhiều. Rio dùng vài ba quyền cước đá hắn bay xuống sông rồi lặn mất. Sau đó nhìn sang chỗ của hai cha con Chen xem có làm sao không. Ngoài chân đau của Gyu Jang thì có vẻ mọi thứ đều ổn. Rio cũng khuyên ngăn Gyu Jang nên ở nhà thì tốt hơn. Gyu Jang tưởng cậu coi thường, khi mình bị đau chân thì cũng thể hiện lại. Nhưng Rio lại nói cậu nên dành thời gian cho cha mình hơn là lang bạt ngoài kia với anh. Nghe cũng có lý. Thế là hai cha con đứng ôm nhau rồi nhìn về phía Rio cùng con tàu đang đi. Sau tất cả, Rio cũng bỏ lại tất cả để đến Hồng Kông. Trong đầu đang suy nghĩ lời của Jen thì một cô gái chạy phân phối lớn đến. Tí thì hai người đâm nhau trong yêu thương. Cô ta lớn tiếng cảnh báo cậu nhìn đường rõ ràng và cẩn thận túi quần của mình. Đây là Hồng Kông. Rio đi theo ghi chú của Jen thì bắt gặp nhóm côn đồ đang bắt nạt trẻ con. Không nghi ngờ gì, Rio đúng là khắc tinh của đám côn đồ hay sao mà lần nào cũng gặp phải tình cảnh này. Mỗi tội lần này khác là cả đứa trẻ kia cũng là hội chúng, bọn chúng đang tranh giành để ăn cắp đồ của cậu. Rio không để ý nên bị chúng lấy đi chiếc ba lô, đuổi theo không kịp, chúng lẩn khuất rất nhanh vào đám đông. Đây đúng là Hồng Kông rồi. Sau đó, Rio cũng báo cảnh sát, nhưng cậu chỉ nhận được câu trả lời là bao giờ tìm được sẽ báo lại. Rồi anh lại khốn khổ đi tìm nhà nghỉ, nhưng đến đâu cũng hết phòng. Chuyển hướng từ tìm phòng thành tìm người, Rio đi tìm gặp một cụ già đang tập thái cực quyền. Cụ già đúng là có mắt nhìn người. Khi mà mới thấy Rio, đã biết anh là người tập võ, nên cụ yêu cầu anh tỉ thí vài hiệp rồi đi đâu thì đi. Không biết là Rio có nhường không, tay chân cụ nhanh nhẹn lắm, vừa mới ra vài chiêu đã nắm thóp được Rio rồi. Sau khi rơi tờ giấy thì hai người cũng dừng tay. Rio hỏi xem căn hộ Jantin ở đâu rồi đi luôn để lại cụ một mình, chưa kịp hỏi thăm gì thêm. Đến đó, Rio còn bị hiểu nhầm là cớm, nhưng anh chỉ đến để tìm Lee Sao Tao, nhưng bị bà cụ ở đó đuổi đi. Bảo rằng chỉ có thể tìm được ông ta ở đền Manmo. Nghe vậy, cậu chỉ biết gật gù nghe theo, đến đền Manmo tìm người. Đến đó, cậu gặp được hai người, một trai một gái, đều đậm chất người Trung Hoa chính gốc. Mặc dù Rio có đưa tờ giấy giới thiệu của Chen cho họ, nhưng đều bị họ khuyên rằng nên chờ đợi, kiểu như là có duyên mới gặp được. Thành ra Rio lại về với ông cụ ban đầu để tâm sự.
Ông cụ dùng một chiêu gọi là thiết xá trưởng và thân cây làm lá rụng đầy sân. Nếu Rio làm được giống ông thì ông sẽ tiết lộ cho anh một bí mật. Rio cũng thử nhưng đều chỉ có một lá rơi xuống. Mặc dù thử qua nhiều lần, dùng nhiều sức hơn nhưng kết quả vẫn thế. Ông khuyên cậu nên chăm chỉ luyện tập, có công mài sắt, có ngày nên kim, rồi có một ngày sẽ làm được. Đang lang thang Chocobai đi tìm nhà nghỉ thì bị hai tên đầu đường xó chợ đến xin đều. Rio đang nóng tính, tiện thể định cho hai tên một vài đường quyền thì may có cô gái đi xe phân phối đến ngăn cản. Hỏi ra mới biết, cô là người quen của đứa trẻ con ăn cắp đồ của Rio, nó tên là Gong. Cô ta nói, những đứa trẻ mồ côi như nó cần phải làm việc đó để kiếm sống. Đây là Hồng Kông nên việc giang hồ hay cướp bóc để sống là bình thường. Cô bảo, cậu cần phải biết luật lệ ở đây để sống. Cô gái này có vẻ là người tốt, cô còn giới thiệu luôn cái chỗ ở cho cậu. Cô ta tên là Joy. Vào trong nhà trọ, ông chủ nhà trọ đáng lẽ không cho thuê, nhưng mới mở miệng nói ra tên của Joy thì thái độ đổi khác rồi đưa chìa khóa cho cậu. Sau khi lên phòng, anh nhìn xuống chỗ của Joy rồi nói tên của mình cho cô biết. Sáng hôm sau, Rio quyết định tập bằng được môn võ công dành cho cụ già này, Thái Cực Quyền. Sau mấy lần tập luyện không ngừng thì lá trên cây rụng xuống đã nhiều hơn. Rio cũng thấy mừng, nhưng người quét rác thì không. Sau buổi sáng đó, Rio lại tìm Joy để tìm lại chiếc ba lô của mình. Với danh dự của một người Nhật thì anh hứa không làm gì cậu nhóc người Trung. Cậu nhóc tên là Gong, đang vu vơ nhìn về hướng biển thì Rio đến. Anh đuổi cậu nhóc gần chết, có mấy tên côn đồ lần trước, nhưng lần này tiện thể có võ công mới nên cậu cũng test thử lên chúng luôn. Cuối cùng thì Gong cũng chịu thua, đưa ba lô lại cho Rio. Sau đó, Rio đến gốc cây để tập tiếp. Lần này cuối cùng cũng thành công, lá rụng đầy sân. Ông cụ tiết lộ rằng đây chính là môn võ Đức gọi là Gon. Sau đó anh quyết định ngày nào cũng đến đền Manmo cho đến khi gặp được sư phụ tao. Vừa dứt lời thì cô gái mặc sườn xám đứng ra rồi nhận là sư phụ tao. Anh liền nói với cô, mục đích của mình là tìm nguyên nhân cái chết của bố mình qua Juanda Ju. Sư phụ tao cho rằng anh không tin nên cô muốn tỉ thí chút về anh, nhưng anh lại bảo không muốn ra tay với phụ nữ. Ông chú bên cạnh thấy thế liền bảo đừng ngần ngại, hai người xuống thế rồi giao chiến. Người phụ nữ này quả là cao thủ, tay chân uyển chuyển, chỉ vài chiêu hạ gục được Rio. Sau đó cô đuổi Rio đi, cô không giúp. Rio ra về với vẻ thất vọng. Ông chú đằng sau cũng khuyên cậu đến trường võ thuật Quang để học bốn võ đức. Trong khoảng thời gian đó, không chừng sư phụ tao có thể đổi ý. Rio nghe lời đến trường võ thuật, ở trong đó có rất nhiều người cũng đang tập võ. Vừa đến cửa, đã có hai người chặn anh lại, nhưng sư phụ trong đó lại bảo họ cho anh vào. Rio tiến vào, đương nhiên là anh đến để tâm sư học đạo, muốn ông dạy võ đức cho mình. Nhưng ông ta từ chối vì mình không đủ tư cách để dạy cậu. Ông đã từng hủy hoại cuộc sống của một người. Rio lại về, trên đường anh lại gặp Joy. Lần này anh được cô chỉ đến một người nghệ sĩ đường phố. Anh ta có thể giúp Rio. Rio nhìn xung quanh, thấy một người có vẻ giống nên anh tiến tới. Anh ta mới ngủ dậy thì bảo anh lấy hộ lon bia rồi nói chuyện tiếp. Nhưng sau khi uống xong lon bia thì anh ta hét lớn rằng biểu diễn karate đập đá với nhân vật chính là Rio. Anh nói với Rio, đừng lo, anh đã chuẩn bị cho cậu. Mặc dù không hiểu gì nhưng Rio vẫn làm theo lời anh ta, dùng tay chặt vỡ viên đá. Thế là ai cũng thấy hay, rồi mỗi người một đồng ủng hộ họ. Anh ta thấy vậy liền bảo cậu có muốn kiếm tiền không, nhưng Rio lại không muốn mà cậu bảo muốn học võ đức từ anh, giống như sư phụ ở trường võ thuật. Anh ta nói mình không đủ tư cách. Trong lúc đó xuất hiện một nhân vật mới, có vẻ hắn là bạn của Joy. Hắn đang tìm xem người hay đi cùng cô là ai, thì Joy lại bảo muốn tìm cậu ta hãy đến trung tâm mua sắm. Bên kia, Rio cũng về nói chuyện với sư phụ ở trường võ thuật. Hóa ra anh chàng nhiều râu tên là John Wan ở khu trung tâm mua sắm chính là người sư phụ nói đến. Anh ta từng là một nhân tài hiếm gặp nhưng lại không biết kiểm soát bản thân, lấy võ ra để kiếm danh tiếng về mình. Rio thật chăm chỉ đi lại, anh ta một lần nữa tìm John Wan. Đến nơi không thấy đâu, mà lại còn bị một hội tên đầu vàng bắt nạt, xin tiền bảo kê. Rio thấy thế cũng không muốn nhẫn nhịn mà lao vào hỗn chiến với chúng. Lúc này, Giang Quan từ nhà vệ sinh đi ra, anh kéo Rio chạy tháo khỏi chúng. Hai người cầm tay nhau băng qua nguy hiểm. Họ vô tình lướt qua anh bạn Joy. Đến nơi ngồi nghỉ, Giang Quan nói, ông vì sao không đánh trả chúng? Vì ông muốn đánh đấm. Rồi sau đó anh lại bảo Rio lui ra để anh làm việc, chính là bán sách cũ. Rio quay lại phòng rồi đến gặp Joy. Cảm ơn cô vì đã giúp mình tìm được nghệ sĩ đường phố đó. Trong lúc ngồi với cô, Rio chợt phát hiện ra một điều gì đó mà lại đến chỗ Jong Wan. Lần này, đám đầu vàng, chúng đang đòi tiền bảo kê ông. Jong Wan đang đôi co với đám đầu vàng thì Rio đến nói lý do tại sao anh ta lại không dùng võ công nữa. Chính là do anh còn kính trọng sư phụ mình. Không ngờ, Rio đoán được nên anh đã đưa lá thư viết cho sư phụ mình nhờ Rio gửi hộ. Cậu cũng nghe lời rồi đưa lá thư đó cho sư phụ của anh. Ông sau khi đọc nó thì cũng cảm thông cho người học trò của mình. Còn Rio biết thêm một võ đức nữa, chính là võ thuật mà không phải để phô trương mà cần khiêm tốn lại. Nó gọi là GE.
vừa học được nó thì đã đem nó đi nói với sư phụ tao, nhưng cô vẫn không đồng ý giúp đỡ, cho đến khi anh nói những lời quyết tâm của mình làm cô nhớ tới một người nào đó. Sau đó, cô đưa cho Rio một căn phòng rồi bảo anh ở tạm. Lần này cô cũng tiết lộ tên thật của cô là Siêu Jing Hong. Rio khi được sư phụ tao cho ở thì cô bắt anh phải xếp sách lên kệ, coi nó như một công việc để trả tiền trọ. Ngoài ra, cô không hứa điều gì với cậu, nhưng cậu trai này có vẻ không cẩn thận lắm, tí thì giơ mấy quyển sách quý của tao sư phụ. May có bé dọn vệ sinh đỡ hộ. Từ giờ trở đi, cứ đúng buổi sáng là anh phải mang sách ra phơi và đúng 3 giờ chiều là phải dọn. Thời gian rảnh rỗi này là quá phí nên cậu đi tìm luôn những võ sư khác để học thêm về võ đức. Cậu đi không nhìn nên va phải bà cụ lần trước gặp ở chung cư, bà mang bọc gì đó. Rio thấy nó sắp rơi thì cũng đỡ được, thì ra là bộ ấm chén cũ, bà định tặng nó cho quán nước. Không quá quý hiếm đâu, nhưng nếu rơi vào tay người cần nó thì khác. Trong lúc đó, Joy lâu không thấy Rio, cũng nhờ nhóc con tìm hộ. Không lâu sau, họ thấy Rio đang đi tìm võ sư để học thêm. Nghe vậy, con cũng giới thiệu cho anh một người phụ nữ hay đứng tập ngoài võ đường. Nhưng sau khi gặp mặt thì cô ta lại không biết gì về võ đức, rồi lại giới thiệu anh cho cô bé bán tạp hóa. Nhưng nghe đến võ đức thì cũng như vịt nghe sấm, chả hiểu gì. Chuyển cảnh, sư phụ ta và cô bé người ở cùng đi, xung quanh thành phố thì bắt gặp một cậu bé đang bảo vệ cho đứa em ở đằng sau. Phim này thật kỳ lạ, giang hồ nào cũng thích bắt nạt trẻ con. Thấy suýt nữa thì vùng cậy đập cậu bé, sư phụ ta không để yên, ra tay ngăn lại. Với ánh mắt tỏa ra sát khí như vậy, đám côn đồ kia cũng không dám chọc vào. Đứa bé trai vừa được cứu cũng cảm ơn, rồi bảo mình sẽ mạnh hơn vì chúng còn đến. Sư phụ tao lại sợ cậu có suy nghĩ sai lệch nên khuyên ngăn cậu lại. Nói đến Rio, khi được Gong giới thiệu cho hai người thì không người nào biết về võ đức cả. Lúc này mới nhớ đến quá giờ cất sách nên anh nhanh chóng chạy về, đã có cô gái người ở dọn hộ rồi. Với tình thế như hiện tại thì Rio khó mà tìm được Joan Da-jun, vậy chuyến đi Hồng Kông của anh thành công cốc rồi. Lúc này, người đàn ông hay cùng tao sư phụ đến cũng hỏi lý do tại sao anh lại học võ, mặc dù nó có liên quan gì đến tình cảnh hiện tại của anh. Nhưng chính những câu hỏi như vậy, Rio mới biết mình còn thiếu thứ gì đó. Đúng lúc đó, Joy cùng nhóc Wong đến báo cho Rio rằng có một võ sư tên là Gu Xiang ở căn hộ Yantin. Vừa mới đến thì lại gặp đám côn đồ, đang bắt nạt một bà cụ mà anh rất quen mặt. Không thể chịu được những cảnh như vậy, Rio tung quyền đá cước đuổi bọn chúng đi. Sau một lúc thì mới biết, bà cụ mà mình hay gặp cũng là võ sư, tên là Gu Xiang, chính là người mà anh đang cần tìm. Bà dạy thêm cho anh một võ đức mới là Ji, không ngần ngại làm vì lẽ phải. Biết được thêm một võ đức mới, Rio lại tìm đến sư phụ tao để khoe về cô, nhưng cô lại bảo không phải thiếu thứ đó. Trong anh vẫn đang bốc lên ngọn lửa thù hận. Nghe xong, Rio lủi thủi đi vào nhà, thấy cô bé tóc hai bên kia, anh cũng xin lỗi chuyện lúc chiều. Cô cũng không chấp nhặt anh, còn cho anh biết trên giá sách đó có quyển ghi về người Joan Da-jun. Rio với ánh mắt sắc lạnh nhìn vào quyển sách. Không ngờ nó còn ghi cả người mà Lan Ji nhắc tới trong lần giao thủ với cha cậu, San Ming Zhao, người mà cha cậu đã giết chết. Nhưng thế thì chỉ là tên thôi, không còn gì nữa. Đúng lúc đó, có một tờ giấy ghi tiếng Hán, nhưng ký tự đó rất đặc biệt nên Rio không nhận ra được. Lấy được nó, Rio đưa cho cô bé tóc hai bên xem thì được cô gợi ý nên đến quán trà Hồng Kông có thể sẽ giúp được anh. Đến đó, người ở đó chỉ biết mật mã dùng cha. Còn muốn biết xa hơn nữa, phải tìm đến Gu Xiang để biết rõ hơn. Đúng là bà cụ này biết thật, bà nói đó là ký hiệu để liên lạc giữa các trường võ. Nó được diễn đạt bằng cách sắp xếp những cốc trà. Nếu bà không nhầm, thì nếu xếp những chiếc cốc theo ký hiệu này, thì có thể cho biết anh chính là đồng minh của Joan Da-ju. Rio cũng tìm một quán nước, rồi bắt chước xếp theo. Nhưng đợi đến chiều chả có chuyện gì xảy ra, phải đến khi anh đứng dậy, thì ông chủ quán đưa ra một tờ giấy. Có ghi rằng hẹn gặp ở công viên Manmo lúc 9 giờ. Thấy thế, Rio cũng đến đó, nhưng để đáp lại anh là một cái đánh yêu thương từ người lạ đến bất tỉnh. Thức dậy lại không ngờ ở trong nhà của tao sư phụ, chắc tao sư phụ đã cứu anh trong buổi tối hôm qua rồi. Cô gái tóc hai bên phải chăm sóc cho cậu, ngoài ra cô bé này còn tiết lộ cho anh một bí mật về anh trai của tao sư phụ, rằng hai người đều là trẻ mồ côi nên nương tựa vào nhau từ nhỏ. Bỗng một ngày, người anh trai của cô bỗng dưng đi đâu mà không quay lại nữa, sau lần bị úp sọt ở công viên. Có vẻ không sợ mà tiếp tục ra ký hiệu để tìm người. Trong quán giờ đây có một ông chú, ngày xưa nghe nói cũng trong giới nổi tiếng lắm, nhưng giờ đây quy ẩn giang hồ rồi. Nghe nói cậu muốn biết thêm về võ đức thì ông dẫn cậu về quán cắt tóc nhà mình, rồi dùng dao lam nhanh như thoát kê vào cổ cậu, làm Rio giật mình. Sau khi thấy biểu hiện của cậu như vậy, ông lại đuổi cậu ra, bảo cậu chưa sẵn sàng để học võ đức, lại thêm một người nói như vậy. Chưa sẵn sàng thì mình lại xếp cốc trà tiếp, có vẻ lần này hiệu nghiệm khi mà có người để giấy trên bàn cậu để hẹn gặp cậu. Trong đền Manmo, sư phụ tao có vẻ lo cho cậu vì cứ hành động như vậy. Vào buổi tối, đúng như lịch hẹn thì có một người đàn ông mặc Âu phục đến gặp Rio, nhưng chưa kịp hỏi han gì
thì lại có một đám người đến đuổi bắt ông ta đi. Ryo thấy không ổn đuổi theo sau họ. Tên cầm đầu kia thấy cậu đuổi theo sau thì định ra lệnh cho đám thuộc hạ lên, nhưng không biết vì sao chúng lại nằm nói chuyện với đất từ bao giờ. Trong bóng tối lộ ra một bóng người, chính là Tao sư phụ ra tay. Tên cầm đầu kia không thấy cân kéo nữa nên cũng bỏ chạy. Cứu được ông chú mặc vest thì ông cũng không biết được địa điểm cụ thể của Yuan Daju, nhưng ông ta giới thiệu cho anh một địa điểm là hội thiên đàng của Ren. Vừa mới đến hội thiên đàng thì ăn ngay một gậy gục luôn. Nhờ có Gong, cậu mới nằm nghỉ như vậy. Cậu nhóc Gong đưa cho Ryo một chiếc bật lửa, rồi nó mật mã cần để vào hội thiên đàng cho Ryo. Lần này thì chuẩn rồi, không bị làm sao. Người tên là Ren này không ngờ lại là người quen của Joy. Nhưng chẳng những không giúp được gì, mà tên Ren này còn lừa Ryo và hang ổ của bọn giang hồ ở đó để cướp lấy tiền của chúng. Vừa quay đầu lại mất Ren, bọn giang hồ phát hiện. Ryo bực mình thoát khỏi chúng rồi chạy đuổi theo tên Ren kia. Hai người rượt đuổi như mèo vờn chuột, rồi thế nào cả hai ngỡ xuống cùng một chỗ rồi làm hòa thành bạn luôn. Thật là tình bạn diệu kỳ. Sau đó, Ren đến chỗ ông cắt tóc. Ông bảo anh đã học thêm một môn võ đức nữa là Dan, giữ cho mình ý chí không được lung lay, cứ như thường lệ. Cứ học một võ đức mới, Ryo lại đi khoe với Tao sư phụ, và đúng như mô típ đầu phim thì cô vẫn không giúp cậu. Thế vô vọng, Ryo mặc kệ cô ta, không cần sự trợ giúp nào nữa mà tự mình vận động. Tạm biệt ngôi đền Manmo, Ryo theo chỉ dẫn của Ren đến chỗ anh. Hai người này có vẻ bắt đầu hợp tác để tìm ra Juanda, bắt đầu với ông lão bán thuốc. Khi Ryo đưa cho ông ta lá thư thì không chần chừ, ông liền sắp xếp lịch để cho anh gặp Juanda luôn. Ông ta bảo cậu ta tìm người đàn ông áo đen rồi nói mật khẩu là được. Đúng như ông bán thuốc nói, hai người được thông qua luôn, nhưng Ren lại nhìn ra người áo đen có gì không ổn, ông ta vừa ra ám hiệu với ai đó. Ryo vào căn phòng được chỉ định, trong đó là một người đàn ông to lớn, không biết có phải Juanda không, thì hắn chợt mở miệng phủ định, từ bóng tối còn xuất hiện thêm mấy người có khuôn mặt bặm trợn. Ở ngoài, Ren thấy tình hình không ổn, liền vào phá vòng vây cho Ryo, nhưng chỉ hạ được đám tép diêu thôi, còn tên to béo kia thì đánh hắn không khác gì gãi ngứa, thành ra hai người họ bị ném thẳng vào ngục. Theo lời của Ren trong ngục thì tên to béo ý chính là Downey của băng đầu vàng, một băng máu mặt nhất của thị trấn. Sau khi ngồi chán trong ngục, hai người không chịu được mà bàn kế hoạch thoát ra. Sau khi lừa tên cai tù, hai người đấm ngất hắn luôn rồi trốn. Đôi bạn này tay trong tay cùng đưa nhau đi trốn, rồi nằm với nhau để ngắm sao. Ryo tiết lộ cho Ren biết kẻ địch mà anh đang đối đầu chính là Chi Yumen, làm cho Ren cũng phải kinh ngạc vì chúng không thể xếp ngang hàng với băng đầu vàng được, chúng ở một đẳng cấp khác. Giờ đây băng đầu vàng đang nịnh nọt Lanji, với mong muốn cho băng đầu vàng được nhập hội với Chi Yumen, thì thủ hạ của băng đầu vàng đến báo tin hai người Ryo và Ren đã trốn thoát, làm hai người ở chỗ Lanji phải tức tốc đuổi theo. Tên to lớn không hiểu bằng cách nào mà hắn đuổi theo đến chỗ hai người, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Hai người họ nhịp nhàng chạy thoát được vòng tay của tên béo đó lần nữa. Sau khi nhờ Wong tháo vòng tay, họ tiếp tục đi tìm Juanda. Tên bán thuốc kia bị Ryo dọa nên phải nói ra, tuy không phải địa điểm cụ thể nhưng lại có thêm manh mối là một người bán cassette. Đến nơi, không một bóng người, chỉ toàn cassette, đành phải từ những băng đó tìm thêm manh mối. Cùng lúc đó, Tao sư phụ khi nhìn về Ryo lại nhớ người anh của cô vì muốn trả thù Chi Yumen mà giờ đây tin tức không rõ. Ryo khi nghe thấy băng cassette cũng không có manh mối nào nên định đứng lên. Ren mới níu cậu lại, bảo nghe tiếng chim trong đó, chính là một manh mối. Đúng như Ren nghĩ, tên cầm đầu đồng bóng của băng đầu vàng hay đến cửa tiệm buôn chim để mua thức ăn. Cuối cùng thì họ bám đuôi hắn. Tên đồng bóng này cũng chẳng có tí sức mạnh gì, Ryo mới tặng hắn một chưởng mà đã không chịu được. Ở đó không ngờ giờ ông mặc âu phục, nhưng mà cùng lúc đó tên béo cũng trở về. Hai người liền tìm chỗ trốn. Tên béo mở cửa ra, biết là có người đột nhập vào. Lại thêm con vẹt kêu trong tủ, hắn liền mở tủ ra tìm kẻ đột nhập, nhưng chả có ai, lại bị hai người Ryo đạp vào trong tủ rồi nhốt hắn trong đó luôn. Ông âu phục thấy hai người có vẻ tin tưởng được nên đã đưa cho hai người chìa khóa để mở mật thất tìm Juanda. Đúng là có tác dụng thật khi mà ông lão tóc trắng trước mặt họ đây là Juanda Ju. Trong lúc đó, hai tên đầu sọ của băng đầu vàng cũng đuổi kịp, rồi tên béo đẩy ngã Ryo xuống đường cùng vài tên lâu la chuẩn bị hạ màn thì Tao sư phụ xuất hiện như một vị Bồ Tát cứu lấy Ryo. Tao sư phụ đúng là cao thủ võ lâm. Mất mấy giây, tên béo cùng đồng bọn đã không chịu được. Tên béo bị ăn hành thì cũng không để yên, định lên xanh chín thì tên bóng ở trên bắt được Juanda. Mục đích hoàn thành nên chúng cũng rút lui. Ryo lần này bị thương cũng khá đau nên đã bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong nhà thờ. Anh cũng nhận ra Tao sư phụ không phải không giúp anh, mà cô chỉ đang giúp trong thầm lặng. Tu viện này chính là nơi lớn lên của cô và anh trai mình. Mới tỉnh dậy, Tao sư phụ đã bảo anh hay đấu một trận, nếu không đấu lại cô thì anh còn lâu mới đối đầu được với Lan. Đúng là anh còn lâu mới băng được Tao sư phụ, chứ đừng nói là Lan gì. Nếu là hắn thì anh đã mất mạng rồi.
Rio quá phế rồi nên cô động viên anh bằng cách dạy cho anh một chiêu bằng khuỷu tay ba di quan. Bên đám đầu vàng thấy sự lợi hại của ta sư phụ nên chúng cũng dùng cách để loại cô ra khỏi cuộc chiến này. Hai người Ren đang ở với ông chú mặc âu phục, Rio cũng xin lỗi vì để lọt mất Juanda vào tay chúng. Bọn họ cùng bàn chiến lược để cứu Juanda về vì chúng là băng lớn mạnh nhất Hồng Kông nên họ phải bàn đến sáng. Cuối cùng, ông chú âu phục giới thiệu cho hai người một người quen ở gần hang ổ của chúng, thì ra là một ông lão không thích ánh sáng, lại còn rủ Rio tỉ thí võ công trong bóng tối. Đầu tiên anh cũng không đấu lại, nhưng nhớ lại tao sư phụ cũng như ông lão này, đáng nói là phải tâm tịnh trước, thì hai người bắt đầu có vẻ cân keo. Một già một trẻ, sau khi đánh nhau thì lại tươi cười nói chuyện. Hóa ra, ông là một người bạn cũ của ông già nhà Rio, ông còn chưa biết bố cậu đã chết, vừa nghe tin đó cũng giật mình. Rio nói lý do, rồi nhờ ông chỉ đường đến băng đầu vàng để cứu Juanda. Ông bảo họ phải tự chịu trách nhiệm về quyết định đó, rồi chỉ cách cho hai người. Cách đó chính là chiến thắng trong cuộc thi đấu võ thuật đường phố. Để gây ấn tượng với người Juandohu, Rio sắp đến nơi thì bảo với Ren hay quay về, anh còn phải kiếm tiền không nên tham gia. Vậy nên Rio một mình đến nơi đó. Với võ công của cậu thì không khó để chiến thắng đám người ở đó mà không tổn hại cộng tóc nào. Và điều đó đương nhiên được Juandohu nhìn trúng, hẹn cậu tối đến gặp hắn. Joy khi thấy Ren ngồi thất thần ở ngoài kia mà không giúp Rio thì cô đến của trách cậu. Joy liền bảo muốn giúp Rio nên đã có kế hoạch. Trong lúc đó, Rio đang được lão Juando sai khiến đi hạ thủ người trong ảnh rồi mới nói chuyện tiếp. Đến đó không ngờ Ren cũng đến để giúp cậu, làm Rio chỉ biết cười trừ. Còn ở chỗ hai tên cầm đầu của băng đầu vàng chuẩn bị được lan di cho quy thuận vì tìm được Juanda. Ở đâu đó trong thành phố, Gong vừa được nghe cuộc nói chuyện của bọn đầu vàng khi mà chúng đã biết Ren và Rio đã lẻn vào băng của bọn chúng. Cậu liền chạy đi cùng với Joy đến chỗ hai người họ vì họ gặp nguy hiểm. Lúc đó, Ren và Rio mới moi được chút thông tin từ tên Juando thì tên béo Downey xuất hiện. Gong đang ở với George thì cậu ta quyết tâm muốn giúp điều gì đó cho Ren, mặc kệ là có một chút y đi chăng nữa. Ở trong trụ sở của băng đầu vàng, Downey chặn đường của hai người họ, nhưng chẳng có ai ngu gì mà đối đầu với một tên quái vật. Hai người lách ra trốn, mặc kệ tên béo đó như một pho tượng chạy đuổi theo. Đến một vách ngăn sâu thẳm thì mới cắt đuôi được hắn, mới cắt đuôi được tên béo, lại đến tên bóng, cầm máy cưa đuổi theo họ. Lúc này ở chỗ Gong, Joy ngẫm nghĩ lại, cùng cậu đến chỗ hai người Rio để trợ giúp thêm. Rồi đến cửa băng đầu vàng, với tuyệt chiêu nói phét không chớp mắt, hai người đã được chúng cho vào. Bên trong kia, Rio cùng Ren đã cắt đuôi được cả hai tên cầm đầu. Lúc này điện thoại của tên bóng kêu lên là con gái của Chun Thái Bạch đến, hai bang hội này là đối thủ cạnh tranh. Bên kia Ren cũng nghe được thì không nghi ngờ gì nữa. Người là con gái của băng Thái Bạch kia chính là Joy đang đóng giả. Thấy con gái của Chun đến, tên cầm đầu chỉ biết bắt nhốt cô ta vào ngục, còn việc đón tiếp để sau. Joy ở trên cũng diễn tròn vai, cố câu thêm giờ cho Gong ở trong lỗ thông hơi, cho đến khi bị bọn chúng bắt được rồi bỏ xuống ngục. Nói đến Gong thì không biết là may mắn hay gì mà cậu mò đến chỗ của Juanda đang bị nhốt. Đang tìm cách cứu ông ta ra thì tên đồng bóng đã đứng trước cửa chuẩn bị vào. Tên bóng đang công tác cho việc đưa ông giao cho Lanji thì nhóc Wang ở trên nghĩ ra một cách để phá đám. Cậu cầm mấy con chuột ở trong cống ném vào đầu tên bóng. Đúng như dự kiến, hắn sợ hãi mà hét toáng lên, chạy trối chết. Nhân cơ hội đó, Gong cùng với Juanda chạy trốn luôn. Xuống được nơi Joy bị nhốt, đang chuẩn bị combat tổng thì có một tên đeo mặt nạ rủ Rio ra solo. Nếu thắng, hắn sẽ thả Joy ra. Rio cũng đồng ý. Cậu bắt đầu nhớ về những võ đức mình đã từng học. Giờ đến lúc sử dụng, tên mặt nạ kia cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Lúc này mới nhớ đến Gong đâu. Khi nghe trong đài nói, bọn họ nhanh chóng đến chỗ đó. Bên nhóc Gong bị một tên thuộc hạ cản đường thì ông Juanda cũng không ngồi yên, dùng gậy chọc thẳng vào cổ của hắn, làm hắn mất đi ý thức. Nhưng chưa xong mà tên béo đã tìm được nơi ở của hai ông cháu này. Bên Rio đang đến thì lại gặp phải tên bóng đang khua tay múa dao, đó chính là võ công cao cao. Gặp phải Ren bị cậu cho ăn vài cước rồi tặng hắn thêm bịch rác nữa, hắn chỉ biết khóc tiếng mán. Sau đó nhóm người họ lên sân thượng, một người mà Rio mong muốn được gặp, đó chính là Lanji, hắn đang ở trên trực thăng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Rio hiện lên sát khí nồng đậm khi thấy kẻ giết cha mình. Mặc kệ tình thế có xấu, khi mà tên béo nắm giữ Gong và Juanda thì bị hai tên thuộc hạ kia nắm giữ. Rio lao vào tấn công, Lanji thấy cậu có chút tiến bộ, nhưng để làm đối thủ của ông thì còn lâu. Ông tung một quyền làm cậu không thể cử động được. Thấy tình thế không ổn, Juanda mở miệng nói sẽ nói điều Lanji cần biết với điều kiện phải thả Gong ra. Lanji không nghĩ ngợi và đồng ý với điều kiện đó, chính là làng Bai Lu, nơi mà ông cần đến. Nghe xong, Lanji bám lên trực thăng rồi rời đi trong chốc lát. Rio lúc này muốn có cũng không thể trả thù ngay được, lại một lần nữa bất lực nhìn hắn rời đi. Tên béo được ủy thác cho việc dọn dẹp nơi này nên cũng hóa khủng tấn công nhóm người Rio, còn Rio vẫn đang bần thần nhìn theo Lanji, tí thì bị tên béo tấn công. May có Ren đến cùng anh đỡ đòn. Sau khi bị cậu bạn Ren này thức tỉnh, Rio nhắm mắt lại, nhìn rất giống làm màu nhưng lại có tác dụng khi mà cậu dùng én lặn rồi thái cực quyền quá uyển chuyển.
Tên béo kia chỉ biết bất lực mà để cậu cho no đòn, cuối cùng là chiêu khuỷu tay mà tao sư phụ dạy anh, một đòn gục luôn tên béo. Lan Di khi nhìn thấy thế cũng không nói gì mà rời đi nhanh chóng. Sau tất cả, ở trong nơi ở của Ren, Juanda tiết lộ lý do tại sao cha Ryo lại bị hắn giết. Hóa ra, hắn tin cha Ryo chính là hung thủ giết hại cha hắn, Su Ming Rao. Đấy chỉ là tin đồn nên Juanda không phân biệt đúng sai. Còn về chiếc gương Phượng Hoàng thì bí mật của nó cần phải có thêm gương rồng. Khi hai cái kết hợp, bí mật sẽ được tiết lộ. Một kho báu có thể hồi sinh nhà Thanh. Juanda khuyên cậu đến tìm Gyulin vì đó chính là nơi mà hai chiếc gương được tạo ra. Nhưng thứ thúc đẩy cậu đến đó chính là Lan Di đang đến đó. Biết được điểm đến kế tiếp, anh chào tạm biệt mọi người nơi đây, bắt đầu một cuộc hành trình mới với một địa điểm mới. Mấy ngày sau, cậu cũng đến được nhà Thanh Thủy Hà, nhưng trời mưa như chút nước làm cậu không thể di chuyển tiếp được. Điều làm anh phải di chuyển tiếp chính là cô bé đang vùng vẫy với con dê ở dưới sông. Cô gái này cũng thật cứng đầu khi mà mặc kệ tính mạng cũng không buông con dê ra, phải để Ryo bám níu lấy cành cây mới có thể vớt được cả người cả dê lên. Sau khi cứu cô lên thì anh được mời vào nhà để làm khách. Không ngờ cái cây xuất hiện trên tấm ảnh của cha anh lại ở đây. Vậy là anh đang đi đúng hướng. Anh mang chiếc gương Phượng Hoàng ra cho cô gái xem, làm cô phải thốt lên kinh ngạc vì đó là bảo vật được làm từ những nguyên liệu quý của làng cô. Chính điều đó làm cô gái tò mò về cánh cửa bí mật mà cha cô ngăn cản cô vào. Hai người vào đó thì phát hiện ra một bí mật khổng lồ, chính là hai chiếc gương Phượng Hoàng và rồng, to gấp mấy lần chiếc gương mà Ryo đang giữ. Cuối cùng, bộ này xin phép được khép lại tại đây. Mọi người yêu quý, để lại cho mình một like và một đăng ký nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!